Nhìn con bé kia đáng yêu không kìa. Béo ơi, gọi ai là béo thế? Không biết con nhà ai mà xinh thế nhỉ. Chán quá. Này, chơi không? Hả? Chơi gì? Chơi gì đấy? Kéo, búa, bao. Ờ, hợp lý nhỉ. Ơi sời, đúng trò tủ rồi. Ai thua là chơi cái này chơi sợ gì? Nhá. Kéo, búa, bao. Chúng mày bàn với nhau sẵn rồi à. Tao cho cái kéo không cơ nói à. Nhiều tiếp chiêu à. Tiếp đi. Dạ. Tiếp tục đi. Dạ. Để lượt tới. Dạ. Nhắm hội đồng bà. Chơi lại. Chơi lại đi. Chơi thì chơi. Sợ gì? Ok luôn. Nhưng mà từ từ. Miu, bạn ra đây gia nhập. Đúng cùng rồi tụi đấy. Mình ra chơi với tụi mình. Thôi, tớ không chơi đâu. Tớ còn đang bận ôn bài. Các cậu cứ chơi đi. Miu không chơi thì thôi. Tụi mình chơi. 2, 3. Chúng mày gài tao à? Sao một mình tao ra kiếm thế? Lừa đâu mà lừa. Thắng bại tài kỹ năng. Đưa vũ khí đây. Từ đã. Đây là đâu? Kiến ơi, chơi nữa không? Chơi được nữa không cậu? Liêu liêu. Sao lắm sao thế nhỉ? Mấy đứa, chơi lại. 1, 2, 3. Chết này. Thôi, lượm ơi. Ban rồi ông giáo à. Cuộc sống này quá buồn kìa. Quả đầu mình lại chơi dên nhiều sao rồi. Bọn này có chơi có chịu. Quánh đi. Cái này á. Không đủ đồ với bà. Cái này cái gì vậy bà nội? Trời ơi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Dạ. Mấy đứa chết với bà. Dạ. Ôi, em quỳ cuồng. À mà thôi. Trên này là hành tinh nào đây nhỉ? Thôi được rồi, chơi lại. Chịu cái thí chủ luôn. 1, 2, 3. Thôi xong rồi. Quả này là dở đầu chấm cơm rồi. Các con của ta. Này thiệt. Cái này đi, đừng có dứ. Ôi. Hãy tiếp chiêu của bà. Mùa xuân năm nay dễ quá. Em nào ném đấy hả? Đúng là giặt dời gọi bằng cụ. Lên đây. Đâu. Em xin lỗi thầy ơi. Em có biết là em làm như vậy là giảm tuổi thọ của tôi không hả? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thầy tha cho em thầy nhé. Thôi được rồi. Em về chỗ đi. Thầy đúng là thiên cha ông trời. Này, thông báo với cả lớp, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Thầy đẹp trai thế. Thầy dậy đi, bắt đầu dậy đi thầy. Em không trêu ai đâu. Cứ đợi đấy. Lũ chuột. 1, 2, 3, 4. Để xem mấy đứa còn dám nhờn với chị không. Bật chị có đường chết thôi. Vì một body đẹp. Cố gắng lên. Vì một body đẹp. Trời chết này. Đáng đời. Ai? Yến. Sao cậu dám? Bớt nóng. Có chai nước ngọt vừa mua xong. Uống đi cho hạ quả. Để lắm đây nha. Nước gì mà mặn thế này? Nước bà với mắm tôm đấy. Tôi đi. Con đường lắm. Nhớ mặn tới đây. Này, cậu chỉ tới xem bài này như thế nào đi. Đây nhé, cậu lấy bình phương của cái này cộng với đáp số ở phần trên rồi chia cho hiểu. Thế là ra rồi. Đòi học nhóm á. Cái gì vậy? Giấy chắc đấy. Thầy không dạy à? Cậu làm hỏng hết sách vở của bọn tớ rồi. Đúng rồi đấy, tới cậu thật quá đáng. Có được không? Đang nhiều quá. Hộ tao căn bọn này nhé. Bỏ ra, đừng lại gần mình. Nó bảo nó thích cậu này, cho nó không một
cái. À, đều lại gần đi. Leo leo. Cậu. Tăng 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 tăng. Năm nay chúng ta sẽ là Queen và Queen. Ta sẽ là Queen đẹp nhất. Chúng ta sẽ là Queen và Queen đẹp nhất tại vì. Cậu sẽ là hoàng tử đẹp nhất đấy. Bạn ơi, từ đã ngứa quá. Ngứa quá. Ngứa thật đấy, ngứa thật đấy. Thôi thì mình đi nhẹ đi. Bạn ơi, cái gì trong người tôi ấy? Ngứa quá. Cậu ở bẩn thì ngứa là đúng rồi. Đồ bẩn. Nào xoay. 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 Ôi trời ơi, đau đầu trong mắt buồn nôn quá. Leo leo leo. Yến, Yến, cậu nhớ mặt tớ đây. Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh. Thầy ơi, thầy ơi, em có chuyện muốn nói. Thầy ơi, cứu em với. Lần này thì anh giữ thua em đó. Này, mấy em có chuyện gì thế? Sao không ở bên lớp đi mà chạy sang đây làm thầy gì? Thầy ơi, bạn Yến. Ờ sao, cậu cũng Yến à? Yến á? Bọn em cũng mắc bọn tại bạn Yến. Thấy à? Ờ, thế à, rốt cuộc là bọn em có vấn đề gì? Bọn em bị bạn Yến cứ quạnh quẹ trêu chọc, không cho đúng bọn em học à? Thầy dạ. Là còn phá không cho bọn em học bài nữa à? Thầy phải thôi phán xử rồi, cho bọn em với ạ. Thông tin của các em. Dân ạ, à? Các em cứ về đi rồi thầy sẽ xử lý cho. Dạ, thế bọn em về chào học thầy. Bài đi. Em về học bài đây thầy ạ. À? Thầy nhớ đấy ạ. À? Thôi đi về lớp đi. Chúng nó về hết rồi. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Yeah. Yeah. Tí nữa lên lớp phải cho các em làm bài kiểm tra mới được. Kiểm tra. Xong rồi, xuống gặp lại hiệu trưởng phát. Đóng bài kiểm tra này mà giấu vào ba lô chúng nó thì chắc là sẽ có trò vui lắm đây. Yeah, vào là vào lớp thôi. Vào lớp thôi. Cả lớp chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm tra nhé. Các em tập trung làm bài nhé. Dân ạ. Dân ạ. Bài kiểm tra không biết có khó không bạn nhỉ? Chúng mày chết tôi rồi. Lại kiểm tra suốt ngày. Biết bài kiểm tra có khó không nhỉ? Khó thì cũng không quan tâm. Đây có làm được đâu mà khó như vậy. Các em, cho thầy hỏi. Sáng nay thầy để đống đề kiểm tra ở đây, em nào có sờ đến không? Dạ có em. Không cần. Em không cần thầy ạ. À. Thầy thử hỏi các bạn xem. Cho lấy đâu mà sợ luôn. Ôi giời, có bao giờ học bài đâu mà lấy đề của thầy làm gì? Thầy rất là ghét cái tính ăn trộm. Ai mà có tính tới mấy là đừng có trách đấy. Bạn Trang, em cầm cái gì kia? Cái gì đây nhỉ? Đây chẳng phải là đề kiểm tra của thầy sao? Thưa thầy, là em có lấy đâu ạ? Sao lại có đề kiểm tra ở đây? Sao lại có chuyện này? Sao lại có đề kiểm tra trong cặp mình? Là thế nào thế bạn ơi? Cậu cũng có à? Tớ cũng có. Có mỗi mình em không có thầy ạ. Em chẳng bao giờ thấy mấy gian dối gì cả thầy ạ. Thầy ơi, không phải em làm không đâu phải ạ. Em, thầy phải tin em ạ. Thật tư, tôi không ngờ các anh các chị lại làm như vậy đấy. Tất cả mọi người, đừng ai giống như bạn Yến. Đúng rồi đấy, các bạn là phải giống như em. Nhưng mà thầy bỏ chữ đừng đi nhé. Nghe nó cứ sao sao. Không phải tại em. Hả? Chứ không phải tại em mà. Quá ra là tại bạn Yến. Mày không ngờ em lại là một con người như vậy đi. Ui, nhìn cái mặt sáng sủa mà có đến nỗi nào đâu các bạn nhỉ. Đúng rồi mày đấy, có tính sao trộm lại có thể đổ lỗi cho bọn tớ như thế được nhỉ? Cậu đúng là được. Bạn bè với nhau mà lại làm như thế à? Bạn bè với nhau bao nhiêu lâu mà cậu lại hãm hại bọn tớ như thế à? Sao cậu lại làm như thế với chúng tớ? Thôi, không phải nhiều lời nữa. Ngày mai em Yến mời phụ huynh lên trường gặp tôi. Đúng rồi đấy, từ giờ mọi người đừng chơi với Yến nữa nhé. Không chơi với bạn Yến đúng nữa rồi đấy. Thôi mọi người về chỗ đi mọi người.
Bạn ra chỗ khác ngồi đi, tôi không muốn ngồi gần bạn nữa đâu. Bạn đi xuống dưới ngồi đi. Biết thế không làm như thế nữa. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Này, anh định làm gì hả? Tôi tin, tôi hát lên không? Cô em có hát cũng không ai nghe thấy đâu. Mau lấy tiền ra đây, nhanh lên. Tôi làm gì có tiền chứ? À, không có tiền ư? Anh định làm gì? Không có tiền thì trả bà nhan sắc nha. Tấn, cậu có sao không? Không sao. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu. Nhưng mà sau ngày hôm nay chúng ta làm bạn thân được không? Sao búp bê hôm nay tốt thế nhỉ? Được, bây giờ chúng ta sẽ là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có quà cùng chịu. Học thôi. Cái này tới một bên được bài đấy, đắng đắng đó. Kiếp, hôm nay hai người lại thân nhau thế. Bình thường thì như chó mèo mà nay thân thế nhỉ. Đúng rồi đấy, giờ á chị với búp bê là bạn thân rồi. Em mà bắt nạt bạn ấy thì chị oánh đó. Oánh á? Sợ quá, sợ quá. Cả lớp trợ tự. Thầy xin thông báo với tất cả các em, trường mình sắp có cuộc thi hoa khôi. Bạn nào xung phong đi nha. Em sẽ thi hoa khôi. Ở cái lớp này không ai đủ tiêu chuẩn như em đâu. Tấm này cậu đẹp hơn cả mà. Đi thi hoa khôi chắc chắn giành giải nhất. Nhưng mà tớ tự tin lên chứ. Thầy ơi, em cũng thi. Hả? Tấm thi thắng chắc. Dạ, em cũng muốn tham gia. Tấm với Cám đều tham gia. Để công bằng, thầy sẽ ra một đề thi. Ai thắng sẽ là người đi thi. Đề thi gì à? Đề thi đơn giản thôi. Các em về nhà sử dụng những đồ tái chế, tạo chiếc váy thật là lộng lẫy, rồi đem tới đây thầy sẽ chấm điểm. Thật vậy sao? Không biết là chúng ta nên tái chế bằng nguyên liệu gì giờ. À, Tấm, hay là chúng mình làm bằng giấy đi. Bằng giấy á? Được, ý kiến rất hay. Đúng là một người bạn tốt chí cốt của tớ. Chúng ta cùng về làm thôi Tấm ơi. Chả phải làm gì cho mất công. Chiếc hoa khôi này chỉ thu về Cám. Cám thôi. Hai chị em nhà này cứ như chó với mèo vậy, không hiểu cái gì hết. Chẳng có chị em gì cả. Chịu thật rồi. Thôi chúng ta đi. Bây giờ mình sẽ làm một chiếc váy bằng giấy thật đẹp và lộng lẫy. Cậu giúp mình nha. Tất nhiên rồi. Rồi, để tớ ướm lên người cậu xem thế nào nha. Nhìn thôi đã thấy thích rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ đoạt giải nhất cho mà xem. Vừa rồi đấy. Cám, em nhìn cái gì vậy? Thèm vào. Kệ cậu ấy đi, chúng ta làm tiếp. Cám, hai cái đứa kìa, cắt xong bậy bừa ra. Nhớ dọn nghe chưa? Tí mẹ già mà thấy chưa dọn thì mấy đứa cứ liều hồn đó. Dân ạ. Làm thế nào bây giờ? Bạn gắn vào đây cho tôi đi. Tôi gắn nha. Chắc là phải đẹp lắm đó bạn ơi. Cái này nữa bạn. Cái này xanh xanh cho vào đầu này. Cho vào đầu này. Nào bạn ngồi im để tớ cố định nha. Khung hình này. Đẹp đẹp lắm bạn ơi. Bạn ngồi im để tớ choàng cho bạn cái này. Chứng như đừng. Cái thằng ngu kia. Mày bịt thế này để nó chết à? Chết hả? Ôi bạn ơi, chạm chút là tèo rồi đấy. Đúng là hai thằng đầu to, ống như quả nho. Tao mà thua quá, tao gọi mẹ tao, bổ đầu chúng mày. Thằng này, cầm túi đen cho tao. Thằng này, cầm cái áo vàng lên, ướm vào người. Rồi, cầm cái áo đỏ này, ướm lên trên ngực. Cái này để trên đầu. Để tôi dán cho. Này Cám, cậu cắt thế này là cắt kiểu gì vậy? Tớ thấy sai sai sao á. Cậu thì biết cái gì mà fashionista đó. Đó, nhà thiết kế mộng thì Cám. Nói linh tinh á. Cứ ghế phát nữa đi. Là họa mi ngừng hóng luôn đó. Biết chưa vậy? Ôi vui quá.
Đâu có tin tới làm răng cậu thụt vào trong luôn không? Lằng nhằng lớn ngớ không ra mà làm đi, còn đứng đấy nghịch à? Làm nhanh lên đi. Dừng. Nhìn ngứa cả mắt. Wow, đẹp quá. May mà có cậu, không là tớ không chắc làm một mình được đâu. Vừa ý cậu chưa? Tuyệt vời lắm luôn. Giờ chúng ta cố định lại thôi. Đây. Dán ở đây nè. Mang giấy trắng sẽ là ngôi sao của lớp. Tin tin tin, vào lớp thôi Tấm ơi. Hôm nay hai đứa mình á đến lớp sớm nhất luôn á. Mà Tấm, cậu làm xong chưa? Mau đem tới xem. Đây nè, tớ làm xong rồi. Mau mau mau. Sao váy của cậu lại giò nát thế này? Váy của tớ sao ai cắt thế này? Sao lại như vậy chứ? Tớ không biết. Hôm qua tớ đút vào cặp thấy chân còn nguyên mà. À, hay là hôm qua lúc mình làm thì tớ thấy cám lấp ló ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là cám làm? Cám đến lớp rồi. Này cám, cám, hôm qua có phải em vào phòng chị cắt váy của chị không? Hả? Lại váy sao? Váy của chị bị rách á. Này, váy chị bị rách đừng có đổ cho em. Đằng này chơi hơi bị xanh chín đây. Thôi nè, xé trước mặt luôn nè, không bao giờ phải sau lưng. Cám này, cậu làm thì cậu nhận đi. Sao phải như thế? Này, không phải gì của cậu thì cậu đừng có xí mũi vào, hiểu chưa? Thầy em làm gì vậy? Các em, đã làm xong váy của mình chưa? Bạn Cám, bạn Tấm, đã làm xong váy của mình chưa? Em xong rồi. Thầy xem có đẹp không ạ? À? Đâu, thầy kiểm tra. Còn Tấm? Dạ, em chưa ạ. Sao lại chưa? Thầy đã cho em một tuần rồi cơ mà. Còn em Cám, váy của em đâu? Váy của em đây. Thầy cứ yên tâm, em uy tín mà. Em sẽ làm rạng danh. Hả? Cái váy của em sao lại rách quá thế này? Ôi trời ơi, sao lại như thế chứ? Thầy kỳ vọng vào hai em rất nhiều thế này? Và hai em làm thầy thất vọng quá. Chị Tấm, nhà có hai người, có phải chị làm không? Thôi, hai cậu đừng có đánh nhau nữa. Đừng mà, dừng lại đi. Ôi trời ơi. Này, các em có dừng lại hay không vậy? Loạn hết cả lên rồi. Đừng có đánh nhau nữa mà. Đừng có đánh nhau ra em đi. Em có đánh đâu. Em xanh dừng lại đi mà. Bà dạy con kiểu gì mà để các em phá hoại lớp thành ra thế này? Con bà học đâu cái tính côn đồ gây mất trật tự trong lớp vậy? Tôi không chấp nhận được đâu. Thế ở lớp bọn nó làm gì mà đánh nhau thế thầy? Bà đi hỏi con bà. Là do em Cám á. Chị Tấm xé váy của con. Cám xé váy của con á. Trật tự váy á, là do cái váy đúng không? Là do chị Tấm đó, do mẹ Cám đó. Chắc chắn là vậy. Hai đứa tin mẹ tát cho mỗi đứa một cái không hả? Rất là nhức đầu nhé. Thầy ạ, chuyện gì khó chứ, nhà con lắp camera đây nhà. Muốn gì thì cứ check thôi. Bà xem đi. Nhà có camera sao? Đấy, bà xem mà giải quyết đi. Đây thầy. Cám, váy hả? Tôi ghét các cậu. Các cậu xứng đáng bị như vậy mà. Hả? Bà tự giải quyết đi. Không biết là ai chẳng con lâu tò mò thiệt đó. Búp bê, tại sao cậu lại làm như vậy? Rõ ràng chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu cơ mà. Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác của tớ chứ? Cậu luôn được mọi người yêu thương quan tâm, còn tớ thì sao? Cậu luôn là người học giỏi nhất lớp. Tớ ghen tị với cậu. Ảo thật đấy. Ghê
anh chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn cua, à nhầm, đừng để bạn chơi lại mình. Ui giời, chị em cái khác nào, đừng có chơi với loại đừng người nói như vậy. Tấm, cậu đừng buồn nữa, lần sau rút kinh nghiệm làm lại được. À ngã đâu, mình tìm bạn cái đôi ở đấy. Đúng là con gái mẹ. Mẹ kẻ cứ về đi, để búp bê tôi dạy lại cho. Được tàn rồi, hơi bị mất thời gian làm của tôi nhé. Làm phiền bà rồi, bao bà gì? Và cẩn thận nha. Giờ thì tan học, thầy mời các em đi về. Con gái yêu ơi. À, mẹ, con là đang dậy ngủ đấy, mẹ chui vào đây làm gì? Cám. Mẹ làm cái gì đấy? Con đang buồn ngủ mà, bỏ ra bỏ ra. Dậy ngay, con gái con đứa, mặt trời mọc đến đỉnh mông rồi mà còn chưa chịu dậy. Mà còn chưa nói đến nữa, con nhìn cái phòng của con đi, có khác gì cái ổ lợn không hả? Nhưng mà bà con nhé, mệt con lắm. Học đâu cái thói bác ăn ngoài kia ba ngày còn không thèm rửa, móc mèo mọc lên đây rồi, dậy. À, mẹ để ra con thì mẹ phải chăm con chứ, bây giờ con mỏi lắm rồi, con buồn ngủ lắm rồi. Mẹ đi ra để con ngủ. Mẹ kéo con đi dậy đâu ngay. Đấy, con đang ngủ mà. À. Con nhìn cái đống bát mà con để lại đi con, móc mèo xanh đỏ tím vàng rồi đấy nè. Sao lại nhiều như thế này nhỉ? Đấy đấy, bát của con ăn đấy, rửa hết đi. Khi nào làm xong thì mới thích làm gì thì làm con nhé. Mày chẳng lo cho con mà bắt rửa bát như thế này. Ôi trời ơi, rửa chứ chẳng bát, đang ngủ. Nhanh nhanh cậu đi ngủ tí. Ôi chết. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Thôi chết rồi, con cám, con cám. Úi giời ơi, cám, cám. Cám, mày làm cái gì thế hả con? Trời ơi, bác rửa đổ cám của tôi. Còn đứng đây nữa hả? Cám, đứng ra đây coi. Còn với chẳng cám. Làm như thế này thì hỏng hết rồi chứ còn gì nữa. Hỏng thì mua cái khác, cho mẹ cứ lo thế nhỉ. Mẹ cần mua cái rổ sai chẳng chừa với cái rổ ấp bát gì cả. Giúp bớt đi cho nó đỡ bẩn nè. Cám, quýt ra khỏi nhà ta. Ờ, cái gì đấy? Sao mẹ lại giúp con của con đi? Con cái mất nết, mày đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Dư già dư dẫn, giỏi cả cho mày. Mẹ nhớ mà con đi, bao giờ có nhớ thì đừng có gọi con về đi nhé. Con đi đây. Mẹ với chẳng con lỡ lòng nào lại đuổi mình ra ngoài đường cơ chứ. Đi đâu mà bị to bị nhỏ như thế này? Ê, hay là bị mẹ ghẻ đuổi ra khỏi nhà đúng không? Chắc chắn là như thế rồi. Em mà ở nhà anh á, anh đuổi em từ mùa quýt năm ngoái rồi, chứ không phải đến bây giờ đâu. Sao anh chị nói em thế? Anh chị phải thương em chứ, anh chị phải đùm em chứ, sao lại sỉ nhục em? Em lười như hủi ấy thì ai mà đùm được em, nàng nhí. Thôi, cố gắng ra đường làm ăn lập nghiệp cho mẹ hãnh diện. Đúng rồi, bây giờ mình đủ tuổi rồi thì phải tự lập, tự sống mới chứ lại. Ai mà cứ nương tựa vào mẹ mãi được. Em định ở với mẹ cả đời à? Thôi đi nè, mình quay đường đây. Anh Hoàng chị Tấm, cậy làm vua mà bắt nạt em nhé. Em mà làm hoàng thượng thì chết với em. Hoàng thượng, sắp đến giờ chầu rồi đấy. Sao ngài còn nằm đây? Muộn lắm rồi. Hoàng thượng gì? Hôm nay mẹ ăn nhiều quá bị ngẩn ngơ à? Mẹ thật là ngài mới bị ngơ ngơ mới đúng hơn đấy. Sao mình lại mặc long bào? Đi, dậy đi, các quan đang đợi đấy. Ô, thấy chưa mình làm vua à? Thấy chưa mình làm vua à? Ô, thế bây giờ mình làm vua, mình phải trả thù anh Hoàng với chị Tấm mới được. Mẹ. Dạ, hoàng thượng gọi em. Đưa chậm đến chỗ hoàng và Tấm để bổn cung thẩm. Đi luôn. Tấm ơi, nàng cố gắng làm việc rồi người ta trả lương cho. Có tiền chúng ta sẽ đi sắm Tết. Cố lên, anh Hoàng cũng phải cẩn thận nha. Không là gãy một bông hoa của nhà người ta là mình không có tiền để đền đâu. Ta biết rồi, mình cùng cố gắng nàng nhé. Úi, thôi chết rồi nàng ơi. Ta nhớ tay.
Anh Hoàng, anh làm cái gì vậy? Tôi xong rồi. Ta không có ý. Để ta thủ tiêu, thủ tiêu. Này chứ. Ai cho nhà ngươi gặt qua nhà ta? Thôi xong rồi. Quả này bà mẹ ghẻ kiểu gì cũng hét toán lên cho mà xem. Bẩm hoàng thượng, hai người này dám hái bông hoa yêu thích nhất của ngài, ngài định xử thế nào? Bông hoa yêu thích nhất của ta? À ừ, đúng rồi đúng rồi. Này. Dạ dạ, bọn tôi xin lỗi, bọn tôi có mắt như mù à. Bọn tôi đáng tội, mong ngài thay cho tội chết à. Nhà ngươi xin nhưng ta chưa cho, quỳ xuống. Quỳ đi nàng. Này này này, cầm pha xuống. Muốn tha cũng dễ thôi. Bông hoa đấy cho ta, rồi ta tha cho. Ăn hết bông hoa này ấy à? Nhưng mà Tám ơi, vợ chồng mình mới tưới phân hôm qua. Thế nhà ngươi có ăn không? Dạ dạ, bọn con ăn à? Không ăn cái bông hoa này á, ta đến ta xiết nhà các ngươi luôn, cho các ngươi ra ở rừng ở trú đấy. Dạ thưa vua, con ăn hết rồi ạ. Thôi được rồi, thấy rồi. Dạ dân, thế bọn con xin phép ạ. Dừng lại, quỳ xuống bổn cung bảo. Dạ. Ngươi thì ăn hết thật rồi đấy, nhưng con này thì ta chưa nhìn thấy nó ăn. Bây giờ ngươi phải nhè ra rồi chia đôi. Lên vua đã ban, không làm xử trảm luôn đấy. Làm đi. Dạ, nhưng mà bây giờ con lấy đâu ra qua nữa ạ? Thì nôn ra, rồi lại ăn tiếp. Ngu thế. Dốt, đúng là không có học thức. Lời vua nói chí phải à? Nhưng mà... Dạ. Úi giời ơi, để ta ra tay cho. Nôn ra này, nôn ra này. Hoàng thượng, xin hoàng thượng nhẹ tay à, tha cho chồng con. Mẹ, mẹ giúp con với. Ngày xưa mẹ bảo lấy thằng nào giàu giàu thì không lấy, cứ thích đâm đầu cho cái thằng cố rách áo ôm này. Giờ kêu ai mẹ chịu. Nôn ra. Xin hoàng thượng nhẹ tay. Được rồi đấy, nhặt lên ăn đi con. Lên vua đã ban, làm. Dạ, dạ, dạ chân à. Nào, từ từ. Được rồi đấy, hai người chia đôi ra mà ăn. Lẹ lên. Ăn đi. Dạ, dạ. Dạ. Nhanh lên. Dạ chân. Thôi đến giờ lên triều rồi hoàng thượng à. Thôi ta tha cho đấy. Tha cho đấy nhé. Đi thôi. Chàng có sao? Anh không sao. Thôi mình đi về thôi. Đi. Đứng lại. Dạ hoàng thượng à. Quỳ xuống. Thấy người quên cái gì à? Vua đi đâu mà lại qua nhà thần thế này? Thần nhớ là ngày hôm qua thần đóng thuế rồi mà. Đóng rồi cái gì? Mỗi năm đóng 3 lần. Nhà ngươi quên à? Sao lại thế à? Thần nhớ là một năm chỉ đóng có một lần thôi mà. Sang năm 2024 rồi, mỗi năm một luật khác. Năm nay luật mộng thì cám đề ra, một năm phải đóng thuế 10 lần. Mà không nghe á thì ta không muốn thì bước ra khỏi cái nước này. Dạ dân ạ. Nhìn lên. Dạ của người đây à. Mùi tiền lúc nào cũng là thơm nhất. Chẳng thơm quá đi chứ nị. Không biết là vua hay là cướp nữa. Buộc chặt vào bạn ơi. Không tối nay mưa bão là nó đổ đấy. Mưa bão á, thế buộc phải thật chặt mới được. Vua. Úi em chào vua à. Hai cái tên nông dân kia, gặp vua mà các người không quỳ à? Có thích xử trảm không hả? Dạ dạ, bọn em không biết à. Hoàng thượng Cát Tường. Tốt, ban cho cái vỏ bim. À rằng thì làm mà thuế nhỉ? Hả? Bọn em vừa đóng thuế hôm qua xong mà, sao giờ lại phải đóng thuế tiếp ạ? Không nói nhiều. Một là đóng, hai là chiếm. Hả? Thế các ngươi chọn thế nào? Dạ dân, bọn em đóng ạ. Dạ đây ạ, của em với bạn em ạ. Thôi được rồi, tạm ổn. Tạm ổn. Nhớ là ngày mai đóng tiếp đấy, đóng gấp đôi. Ngày nào cũng phải đóng. Ngày kia phải đóng gấp 3 nghe chưa? Hồi cung. Ngày nào cũng phải đóng á? Thế thì có đi làm cả năm cũng không đủ để đóng thuế.
thật là quá đáng mà. Đi về thôi. Vua ơi vua, năm nay mà cứ áp dụng cái luật này thì chúng ta giàu to đấy. Có thêm này mà đã phấn khởi rồi. Nhiều mà. Cái này ta có thể kiếm được 100, 1 triệu, mà thậm chí là 1 tỷ cục như thế này nữa, biết chưa? 1 triệu á? Thế ngài định làm như thế nào ạ? Nhìn cho kỹ vào. Ngươi chắc chưa? Chắc như đinh đóng cột. Ngươi đâu? Vàng ơi là ngài định bán vương quốc này thật sao? Mấy cái thớ đất ấy làm sao bằng mấy thớ vàng? Vậy thì giờ ký tên đi. Cuối cùng thì vương quốc này cũng là của ta. Đi thôi. Ta xin nhắc. Tưởng lấy vàng của ta là dễ sao? Dính đó. Rõ thưa chủ nhân. Ôi vàng của ta chưa bao giờ mà được cầm nhiều vàng như thế này. Hoàng thượng, hoàng thượng. Chị, bán vương quốc rồi thì mình ở đâu? Đúng là cái đầu chỉ để chưng, cái mập chỉ để ăn, không có đầu óc tư duy cái gì cả. Đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền, biết chưa? Cái chỗ này mình sẽ đi vòng quanh thế giới, ra nước ngoài ở chứ. Ở chỉ cái đất hèn mọn này. Ngài nói đúng, ra nước ngoài có phải sung sướng hơn không? Đúng rồi. Đỡ phải khóc bụng. Ai cho đi mà đi. Này, người biết ta là ai không? Biết là ai không? Là ai hả? Giờ ta là vua, nhà ngươi phải nộp thuế cho ta, nhanh lên. Này, này này này, đừng có mà lật lộn nghe chưa? Tôi tính lật lộn mà. Bọn ta không có đóng. Giờ thế nào nhỉ? Đóng hay không? Đóng thì đóng, sợ gì? Bỏ cái tay ra, bỏ ra. Thế thuế bằng bao nhiêu? Tất cả số vàng đang có. Cái gì? Giết người à? Nhà người giết người à? Em đóng, em đóng, em đóng. Em đóng, thôi đóng đi, không nói cho phơi xác đấy bây giờ. Vậy em, ai cho phép ngươi động vào hoàng tượng của ta? Dạ em đóng. Nhanh lên. Chạy. Ui 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 ui. Này đứng lại, định chạy đi đâu? Thôi chết rồi, đi hội đồng rồi. Hoàng thượng hết thời rồi sao? Trả hết thuế cho bọn tôi đây. Nhanh lên, trả đi. Các ngươi làm loạn hết ở đây à? Đúng rồi đấy, hết thời cái gì? Các ngươi mà đòi lại tiền á? Ngươi không thấy ta đang mặc lông bào như thế này à? Ta sai lính chém hết các ngươi. Ngươi quên là đã bán nước cho ta rồi sao? Thì làm gì có tư cách chém đầu người khác? Vàng của ta, ta không đưa cho ai hết. Ngươi ta không được động vào vua. Trả đảo, trả đảo. Trả tiền cho dân đi, trả tiền cho chúng tôi đi. Trả tiền đi. Ôi, vua ơi, vua ơi, vua trả cho tụi nó đi, không chúng nó đánh chết bây giờ. Không trả, tất cả số vàng này là của ta. Số vàng này là của ta. Trả đảo, trả đảo. Mọi người, lên, lên. Trả đảo, trả đảo, trả đảo, trả đảo. Vua ơi vua, trả vàng cho họ đi. Ta không trả, không, vàng của ta. Không, vàng của ta. Dậy đi. Dậy đi. Cái gì đó, mọi người đi hết rồi à? Dậy, đi đâu, làm gì có ai? Mà ở nhà ngủ chưa chán hay sao, mà ra đây cũng ngủ. Quá trà, mình nằm mơ à các bạn. Ngứa quá, trời ơi, sáng sớm ngày ra chưa kịp rửa mặt rửa mũi, mày gọi mẹ con tao sang đây làm gì? Chắc là nó. Nào, hai mẹ con trật tự. Ta có một việc rất là quan trọng muốn nói. Hôm nay em trai ta từ nước ngoài về, ta nhờ hai mẹ con phải tiếp đón thật là long trọng đấy. Em trai mày chứ phải em trai tao đâu. Đón, đúng không? Thời gian đó mẹ con tao ở nhà ngủ khò khò thích hơn. Hai mẹ con không phải nói nhiều nữa, cứ thế mà làm. No, mở cuộc họp gấp rõ. Không biết bao giờ mới đến đây. Dạ, mời hai phu nhân xuống xe. Tốt. Lẹ lên cám. Hello. Hello. Em trai hoàng thượng hả? Đúng rồi, là ta. Đúng đây. Nhầu phía đi. Hoàng thượng bảo ta tới đón. Đón ta đi hả? Đi ừ. Đi thôi. Dạ, xin mời. Ờ. Ê, từ từ. Đợi chị một chút. Là sao vậy? Không biết ạ. Ồ, có chuyện gì vậy? Ê, xe của chú này. Thân thiện với môi trường đấy. Bỏ ra để tao lên. Thế nha, đi xe này cái nha. Cái này không chạy bằng xăng mà chạy bằng cơm đấy.
cô. Thế là thế nào? Đi nhanh lên, bọn ta đợi ở nhà đây. Bye bye nha. Đợi tao với. Kinh chết đi đồ. Tiếp đón mình kiểu gì đây? Bực mình thật chứ. Ô, anh Trang. Lâu quá không gặp. Anh Trang khỏe không? Để em xem. Lớn quá nha. Về là tốt rồi. Hôm nay ta có một món quà đặc biệt dành cho em. Đồ đâu? Gọn quà mang lên đi. Dạ đây ạ. Ui. Đẹp thế. Này. Một vương quốc đang nằm trong tay thằng Lưu kia nè. Ồ, chuyện này là sao vậy anh trai? Tre già thì măng mọc. Ngày hôm nay anh sẽ truyền ngôi lại cho em. Ồ, anh trai, nhưng mà em mới về nước mà, em có biết gì đâu. Truyền ngôi? Rồi, thế là mất cả. Không, không nhận. Không được, phản đối. Để mẹ con tàu. Người có tâm như em chắc chắn sẽ có tâm. Ý ta đã quyết. Bái triều. Sao mãi chưa đến nha? Búp bê. Búp bê. Em yêu à. Cuối cùng anh cũng đã về. Anh mới về. Giữa em chết đi được đi. Lần này anh phải ở nhà với em đấy. Đừng đi nữa nha. Đúng là nhiều chuyện thật không tưởng. Mà càng nói con lại càng tức. Mẹ con mình đi hy sinh bao nhiêu mà không được lên ngôi, để cho cái thằng ớt ơ nào ở đâu về. Riêng cái khoản đấy á, mẹ là mẹ không thích rồi. Chân ướt chân ráo rồi làm hoàng thương vớ va vớ vẩn. Thế thì bánh chưng năm nay của mẹ con mình chỉ toàn nhân gạch, nhân sỏi, nhân đá cuội thôi. Mẹ yên tâm, bánh chưng năm nay không nhân gạch. Không nhân gạch thì nhân cái gì? Con sẽ xóa ngôi anh hoàng. Ui, không được. Vậy thì ác quá, vớ va vớ vẩn. Nó trẻ mẹ. Mẹ cứ nghe con. Muốn làm giàu thì phải có gan. Đi đâu mà lâu về thế nhờ? Ô, Honey, nàng sao vậy? Hả? Ta xin lỗi, ta không còn xứng với chàng nữa. Sao nàng lại nói vậy? Ta có làm gì sai đâu chứ? Trong lúc chàng đi, Hoàng thượng đã... Hả? Anh trai của ta? Làm cái gì thế này? Hả? Hóa ra trước giờ anh toàn giả nhân giả nghĩa với tôi thôi à? Anh được lắm. Anh Hoàng, ôi giời, anh đúng là đồ tôi mà. Hả? Em trai, em nói cái gì vậy? Tôi đã sống tình nghĩa với anh, nhưng còn anh đã sống sai với tôi rồi đây. Anh đã sống sai với chú cái gì cơ chứ? Anh xuống địa ngục rồi sẽ biết. Hả? Ui, trời, kinh vãi. Vĩnh biệt anh. Anh với chả em thua nhau mỗi cái. Thôi về. Vương miện này giờ là của ta. Chứ còn sao nữa. Cấm cấm. Không drama đi. Đâu mẹ? Ồ, đã nhìn thấy chưa? Giờ thì mộng thị cám ta sẽ thay đổi vương quốc này. Thầy thử thế ta. Mẹ thì biết cái gì? Đi ra. Phần của cô đây. Cám, được rồi. Cảm ơn hai mẹ con nhiều. Đây nữa này. Đủ rồi cám à. Đủ cái gì? Ta phải khử nốt tên em trai để tránh đêm dài lắm mộng. Vậy đó. Không được đâu cả. Mẹ đừng có xen vào. Đi thôi. Không thể để nó như thế được. Thả ta ra. Đi xuống. Thả ra. Trần Tử. Để bà để xử lý. Con mẹ ghẻ kia,
thả ta ra. Thằng hoàng nhà mày hết thời rồi. Bây giờ là thời của tao, đế chế của tao. Mộng thì gì ghẻ, nghe chưa? Bà đừng có làm liều, biết chưa? Nghe tao thì sống, mà giống tao thì chết, biết chưa? Chỉ có bên cạnh mẹ con tao thì chúng mày mới được ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý, biết chưa hả? Còn lâu, chúng tôi mới theo bà, nghe chưa? Chờ thì có chết. Úi giời, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu? Đánh bọn nó cho tao. Đánh mạnh tay lên. Chết này, cho mày. Thả, cho mày chút, cho mày chút. Đủ khốn này, tao không tha cho các ngươi đâu. Ê, nào, bình tĩnh. Giờ lên đấy thì có khác nào lao đầu vào chỗ chết à? Đánh mạnh lên cho ta. Chết đi. Thế em với chị đứng đây để xem tụi nó đánh chết để của em à. Bình tĩnh, ta có cách rồi. Đi, nhanh lên. Hoàng thượng chết rồi, mà là do chính thằng em trai nó bóp. Bùm. Mà mọi chuyện là do mẹ con tao làm đấy. Ta diễn xuất tốt. Đánh mà lên. Đánh, đánh. Khẽ thôi. Cẩn thận nha, nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm như thế này, em không thể để chị đi cùng được. Việc này chỉ có một mình em lo thôi. Chị nằm tạm đây nhé. Chết đi. Có kẻ đột nhập. Lũ khốn. Đúng lại. Mau đuổi theo nó. Nhìn lên. Hả? Đừng cô rồi. Hả? Thế này ngươi chạy đi đâu được nữa. Các ngươi đi đi. Tính bao vây ta. Có giỏi thì chạy nữa đi. Sắp lên. Còn người nữa, lên nốt đây. Một lũ ăn thay. Mày chết đi. Ôi cha mẹ ơi. Ui, chắc đầu lắm đây. Đánh giỏi thế nhỉ. Còn bao nhiêu? Lên nốt đi. Ôi trời ơi, bé sợ 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 quá. Còn cô nữa, dám lừa dối tình cảm của ta. Đi theo ngươi để được cái gì? Bóc phế cả. Đi theo cám, ta còn được làm giàu chứ. Dám lừa ta sao? Đừng nghiệp. Không ta bắn chết bây giờ. Để xem võ công của nhà mày giỏi hay là đạn của ta. Cho một phát là đủ sọ đi, nghe chưa? Các ngươi giỏi lắm. Hoàng thượng, ngươi vẫn còn sống sao? Chuyện này là sao chứ? Mấy cái trò mèo của các ngươi á. Anh Hoàng, chú diễn cũng hay đấy nha. Anh có sao không? Mà anh kiếm đâu ra quả súng nước này? Bắn như thật ý. Anh à, nhập khẩu bên tận Dubai đây. Đúng là nuôi ong tay áo.
nuôi cáo trong nhà. Thì sao? Em bắn một phát là nổ sợ cả lũ nha. Địa bàn này là của Mộng Cám, nghe chưa? Thế nên là anh chị khôn hồn thì nghe theo em, không là chỉ có chết. Con nhìn đằng sau đi, mạng trong tay mẹ chứ ở đâu. Mẹ! Mẹ, làm gì đây? Bỏ mày hư quá cả mà. Mẹ đã bảo thế rồi mà mày vẫn cố. Súng không có mắt mẹ ơi. Tụi em, các người mau đưa Cám vào búp bê đi cải tạo cho ta. Vâng, đi đi đi. Mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi con ạ. Tốt con gì? Hư quá em. Ta đã nói mà, người có tâm chắc chắn sẽ có tâm. Ok anh trai, đi thôi. Chắc chắn mẹ sẽ rất là thích cho mà xem. Con mo mặt về làm cái gì nữa hả? Đây không có đứa con xấu xí như mày. Nhìn cho kỹ vào, mẹ đây xinh xắn rạng người, ai như cái loại mặt thì đầy sẹo, nhìn thôi mà đã thấy phát khiếp rồi. Ta không có đứa con như ngươi. Mặt con thì có gì là sai chứ? Con có quà tặng mẹ nè. Đây không cần. Ở cái xã hội này không có đúng và sai, chỉ có xinh và xấu thôi, nghe rõ chưa? Bước lớn nhanh. Ta không có đứa con như ngươi. Mẹ ta ơi, không có đứa con như ngươi. Bỏ ra, bỏ ra. Ta không cần, đừng có để ta nhìn thấy cái mặt ngươi nữa. Đi đi. Xấu cũng là cái tội sao? Ta không có đứa con như ngươi. Ta không có đứa con như ngươi. Ta không có đứa con như ngươi. Làm người tốt là sẽ bị hành hạ đánh đập đau khổ như vậy à? Được rồi, thế thì từ bây giờ ta sẽ làm kẻ tốt. Đang ung dung trên trời và ta sẽ không ai xuống chờ. Chị ơi, qua nhà mình năm nay nở đèn thiệt đó. Đương nhiên rồi, phải cố gắng đến lúc nào mẹ cũng tự hào như hai chị em mà. Nhận tay chị cả đây. La 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 la. Sao, em có làm sao không? Đau quá, đau quá. Chị chạy ơi, quay con gái phải chịu cái chân rồi. Đau quá. Chắc giờ trật hết rồi, cố tí để chị nắng lại cho em nhé. Cái thứ tình cảm khốn kiếp kia, ta sẽ phá hoại nó. Thấy đỡ hơn chưa em? Ổn hơn rồi chị ạ. Đứng dậy vậy thôi nào. Em muốn ăn bít tết. Tiên không ở đâu thế nhỉ? Đằng này hay sao ý? Đi xem nào. Này, cô ở đâu chui ra thế? Ta là búp bê Harley, nhưng ta không có gia đình. Không có gia đình á? Ồ, thế là cô đơn à? Hay là về nhà ta? Mẹ ta hiền lành tốt bụng lắm. Thật á? Vậy đi đi thôi. Cái này đẹp thế nhờ, cho ta nhé. Vui quá, có nhà rồi. Vàng ơi là vàng, sao nó chối mất thế chứ mẹ? Ui, nhìn mê chưa? Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi, xin con mang cái gì về cho mẹ này? Dạ, cho chào bác. Con nhặt được nó ở ngoài đường, từ giờ sẽ về đây ở cùng chúng ta. Cháu chào bác à. Nhà mấy miệng ăn chưa đủ à? Còn tha cho nó về làm gì? Tiền đâu ra mà nuôi lắm thế? Thì nhà mình có gì ăn đấy, mẹ cứ quan trọng nhỉ. Ủa mà mẹ, cháu cái gì cứ thẩm thục vậy? Hãy cầm đi. Núp vậy kệ ta. Muốn nuôi nó thì tự thân mà vận động. Đi mang hai cái đổ này ra đụi mà nhặt sâu về đây. Nhanh lên. Ơi vậy đi mau. Con đi. Hay mẹ làm gì mà ghê thế nhỉ? Tính nóng hơn kia. Dạ dạ chân ạ. Úi tiếc thì lụ. À kìa, nhanh lên. À đi thôi. Tí nữa thì lộ. Mất chỗ vàng này có mà húp cháo sống qua ngày. Về làm bữa trưa nào. Đụng to như thế này mà bảo nhặt sâu, có mà tất tay mới sâu á. Thôi cố lên đi, không mẹ mắng đấy. Mà cũng lạ, mẹ phun thuốc sâu rồi thì lấy đâu ra sâu mà bắt nhỉ? Chắc là nhặt xác con sâu. Có mà giấu giấu chim chim cái gì ấy. Em thấy mẹ cứ núp núp che che nghi lắm. Cứ ngủ ở đây trong nhà, mất còn biết. Do thì má cái này buồn quá. Sao tự dưng đang ngủ mắt cứ nháy nháy nhỉ? Chắc đợt này vất vả mệt mỏi quá. Cái quạnh quá. Sao tự dưng hôm nay thấy mất nhiều thứ nhỉ? Bất an quá. Vàng, vàng, vàng của ta.
đẩy. Mình cứ lo xa. Các em yêu của chị ơi. Vàng, 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 vàng tiết kiệm của mình đâu rồi? Vàng ơi vàng. Chắc chắn là hai đứa nó. Nãy thấy mình giấu vàng rồi. Quán này vàng xong rồi chứ ta. Hãy con chị. Xong rồi, về ăn cơm thôi. Đứng lại đó cho ta. Gì thế mẹ căng thẳng vậy? Đứng yên đó. Thì có ai đi đâu đâu, mẹ buồn cười thật đấy. Là đứa nào? Đứa nào lấy trộm vàng của ta? Mang ra đây thì mẹ còn tha cho. Nhanh nhanh. Vàng nào? Mẹ bảo nhà mình làm gì có tiền. Thêm một miệng ăn bắt ra đây nặng một đống sâu. Đã được thở tiếng nào đâu mà. Đúng rồi đó. Vàng chủng gì? Chú mày đừng có mà mờ mét. Mẹ biết hết rồi nhá. Không mấy đứa thì ai? Đừng có mà chối. Để ta lục phát. Đến đây mò đi. Quân tử sợ gì? Còn gần bắt sâu nãy giờ có chạy đi đâu đâu. Chúng mày giấu đâu được cơ chứ? Giấu gì? Ai tìm cất của mẹ? Bọn con không lấy đâu nhé. Ăn đi. Toàn cỏ dưới sâu, lấy đâu ra vàng mà mẹ đổ tung ra thế? Đừng có mà lắm lời. Tắm đưa nốt đi. Bọn con ngoài ruộng nãy giờ có qua đó đâu. Được lắm. Đây không phải vàng thì là cái gì? Hả? Không phải con. Con không biết gì hết. Sao lại có vàng trong rổ con chứ? Con bị người ta hãm hại. Mẹ tin con đi mà. Nó hiện diện ra trước mặt rồi mà vẫn còn cãi được à con? Toàn rồi ông giáo ơi. Hương vị này ta thích thật. Không phải con mà mẹ. Vàng trong rổ rồi lại còn chối được à? Cãi này, cãi nữa này. Cám, hay là em hãm hại chị đúng không? Này này này, mồm ăn điêu được nhưng mà không nói điêu được đâu nhá. Mình lấy thì mình nhận đi, làm gì mà đổ điêu cho em vậy? Không phải con thật mà. Đổ tội người khác này. Em nhận đi, đừng đổ cho chị còn nữa. Lắm lời nữa. Nhận đi, mẹ không đợi tôi đâu. Cãi, cãi đi. Vàng, vàng của ta. Dịu lắm, thương lắm tôi. Đừng xa mẹ nữa nhé. Sao mẹ là bảo tú đây? Là em đúng không? Chị làm nhận đi, sao cứ đổ điêu cho em thế nhỉ? Em không ngờ chị là con người như thế. Đã lấy còn đổ điêu cho em. Chỉ có thể là em thôi. Đừng có mà vừa ăn cướp lại la làng. Em lấy ý. Đúng rồi, đánh nhau nữa đi. Bỏ ra, ăn trộm mày còn quá đáng. Này, có mà là em ý. Nhận đi, không chị không chơi với em nữa. Trời giúp tâm. Chị Tâm ơi, đợi em với. Mình có lấy trộm đâu chứ. Sao mẹ lại bảo mình? Chị Tâm, đừng buồn nữa. Em biết không phải do chị làm đâu. Chắc là trò tinh nghịch của Cám đấy mà. Cả mẹ ghẻ nữa. Chưa biết đúng sai như nào mà lại đi nói chị như vậy. Thật là quá đáng mà. Gia đình này thật là. Thôi chị đừng khóc nữa. Để em đi nói cho chị Cám một trận. Ok. Chị Tâm thật là quá đáng. Bình thường chị em đến lúc bị bắt lại đổ cho mình được. Ảo thật đấy. Công nhận chị ạ. Nhìn chị Tấm hiền vậy, em không nghĩ lấy cả vàng của mẹ ghẻ để đổ quan cho chị đâu. Công nhận. Thật là. Nhìn mặt đi hiền từ. Mẹ đánh cho một trận là phải. Chẳng lẽ chị lại để yên chị Tấm đổ tội cho chị vậy à? Như thế mẹ lại nghĩ chị không tha chị đâu. Cũng đúng. Phải đi đòi lại công bằng mới được. Mình phải hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng Cám bảo không lấy, mình cũng không, thì còn ai được cơ chứ? Đứng lại đó. Cô em đi đâu mà vội mà vàng, mà chấp phải đá mà hoàng phải anh. Các anh định làm gì tôi chứ? Có tin tôi hét lên không hả? Có ai không cứu? Ứ hòa. Hét to lên, to nữa lên. Không ai cứu được cô em nữa đâu, hiểu chứ? Chúng ta phải tìm chị Tâm để trả thù mới được. Sao lại đi nói mình như thế chứ? Ừ kìa chị Cám, chị hiện có phải chị Tâm không? Giờ cô em tính gì đâu để tự đưa đi. Nhanh, thả ta ra, thả ra. Chị Tâm gặp nguy hiểm. Ê, từ đã. Gì nữa cứu người. Người xấu đang bị trừng trị. Chị xen vào làm gì? Đi theo em. Một chút. Này, ta không có tiền đâu. Thả ra. Con tiền của con sao? Anh đây không cướp tiền, cướp sắt. Chỉ cần cô em chịu bọn anh tiếng là được. Thả ta ra. Ai u. Phải con này. Chúng mày đâu? Xử lý nó. U cha. Bạn ơi, cái cầu này được lắm. Cha, em Cám ơi, cẩn thận. Nè, em cũng sợ nó đánh lại à. Mà dám một trời ba chị. Bọn chúng tôi có ngang con. Một đứa ăn hại,
việc gì cũng đến tay ta. Thật là mạnh mẽ, quá luôn chứ. Cảm ơn, nó đang lao vào kia. Chạy nhảy vào đây cha. Dạ. Chị ơi, chị ơi, em muốn đón chạy, coi mắt con chồng bọn kia xinh. Dạ chị tha cho em à, nhà em nghèo quá em liều. Đúng là mấy tên cướp này trẻ con quá. Xinh hay đấy, nhưng chị đây chưa ok. Em năn nỉ. Đợi, đợi ca, chuồng mau. Chết chị. Em ổn cả chứ? Chị ca, chị lời hại cực đấy. Chị đây giả thuộc thiếu tâm tự chưa biết à? Chị Tâm, chị yếu đuối thế này thì làm sao mà có can ăn trộm của mẹ kể nhỉ? Thì chị không lấy thật mà. Thế nhưng em chính nghĩa như vậy chắc không lấy đâu. Chị xin lỗi vì đã đổ tội cho em. Thế chị không lấy, em không lấy thì ai lấy nhỉ? Ai lấy được? Ê Harley, ra đây ta bảo. Có cái này hay lắm nè. Sao hai người lại nhìn ta? Không phải ta đâu. Ai bảo đâu, lại đây ta bảo. Có gì thế? Nhìn nhìn nè. Chưa chưa. Ha, đừng có mà giả ngay giả ngu nữa. Bọn ta biết hết rồi. Từ lúc ngươi tới với cái chuyện đó. Ăn đòn, ăn đòn này. Tính chi để bọn ta. Mau dừng. Tại sao mẹ lại bên búp bê chứ? Mẹ có biết cái thứ này là như thế nào không? Chúng ta hiểu nhầm nhau hết rồi con hả? Lại đây xem đi. Xem đi, xem đi này. Hạnh phúc à. Ta xin giấy vàng. Chuyện làm sao? Hả đi. Ủa sao bà này quần áo trông giống nó thế nhỉ? Người có quen không? Thực ra bà ấy chính là mẹ của ta. Hả? Nhưng mà cũng chính bà ấy cũng đuổi ta đi rồi. Hả? Hổ dữ không ăn thịt con mà. Mẹ ngươi thật là độc ác. Thôi ngươi cứ ở đây mẹ ta cân tóc. Mẹ chịu con ạ. À. Mẹ chịu con ạ. À. Ta thừa nhận có cái đểu cho mấy người ghét nhau, nhưng ta sẽ không ăn trộm như vậy đâu. Ta đây không được hạnh phúc thì các ngươi đừng có mơ. Con gái à, ngươi là nỗi u nhục của ta. Thôi được, về đi. Thôi chị vàng cũng thấy rồi, không nói nữa. Cho ta ở kế nha. Chịu chịu. Mẹ nói thế thôi mà. Từ sáng giờ ngồi câu mà không có con cá nào chịu cắn. Đói thế cả mồm ra. Cá đi đâu hết rồi nha? Ui, cá đi đâu hết rồi cũng biết. Mồi ngon như thế này mà cá lại không cắn nha. Rõ ràng mình cảm nhận là có ai ở sau lưng mình mà nha. Hay là câu cá cả ngày bị say nắng nghĩ lung tung nha. Sao mình cảm giác lạnh sống lưng thế nhờ? Hoành hành như vậy được. Đúng vậy. Mấy
Mẹ với Cám đi đâu đấy? Thằng này nằm đây làm gì vậy? Đừng mẹ, ý mẹ đừng động đến. Đây là một hiện trường án mạng, Tấm đang điều tra đấy ạ. Án mạng á? Người chết à? Hai chúng mày tìm ra nguyên nhân chưa? Nạn nhân bị hung mang đến chết, hung thủ che chắn phải có hàm răng sắc dài và nhọn.